Thank you.
tay cho mình đi lần đầu tiên mình đi không có tiền. Đâu có cái nào xe ăn ngồi đó mua vậy, lần thứ hai bắt đầu nó mới lấy tiền. Lần đầu ra còn kiểm tra không lấy tiền, mình thay cái gì đi lấy tiền. Và các kiểm tra nó gỡ ra vệ sinh máy móc như này. Của anh nhìn như đâu là quá là số kìa. Sáu định kỳ hay tám định kỳ, hồi trước nó có bốn định kỳ, giờ tới sáu hay tám luôn. Hai ba tháng là hai mới bốn định kỳ và bốn lần nữa. Nó kiểm tra nó bảo làm không như vậy, không có đảm.